Đây, Nhắc này đến đường nha. dây có trục trặc Này gì nha. đó. Có tiền con chuyển cho mẹ ngay mà. Bộ bố thắng đầm sao của Toyota Corolla đời 97 à, 98 cho tới 2001 máy 1.6 ha. À, bộ này là bộ bố thắng đùm nha. Bố thắng đùm sao nè. À. Có một cái tờ hướng dẫn sử dụng nha. Nè, có tờ hướng dẫn sử dụng đây. Bộ bố thắng đùm sao của xe Toyota Corolla à, đời 97, 98, 99, 2001 đây ha. À, đùm sao nha. Xe này có hai mẫu, một mẫu sử dụng đĩa sao, một mẫu sử dụng đùm sao ha. À, thì mẫu đùm nè, mẫu bố đùm nè ha. À, cái gai nó tròn thế này, có một gạch hai cạnh, ba cạnh nhô ra. À, ở đây có cái mẫu nè, à, mẫu bắt bát nè, có cái lỗ vuông đây ha, lỗ tròn nằm bên đây, cong vào đây, có cái lỗ dài như đây nữa, ha, à, cong lên đây, ra đây, đây có cái lỗ tròn nhỏ ngay đây góc này nữa, ha, à, đó, à, đây là má thắng đùm sao nha, bố càng đó nha, nè, cái mặt ngược lại mình thấy nè ha. Cái mặt ngược lại nữa nè. À, đâu không quá lớn ha. Cô lạ xài đĩa nhỏ xíu rồi ha. À, cái đùm bố đùm sao nhỏ xíu à. Xe nhỏ mà. Cô là xe nhỏ mà. À, vậy đây là bộ. Như đây là gồm 4. Nè, 1, 2, 3, 4. À, 4 cái. Kiểu là gút phanh sao đúng không? À, đây là bố thắng đùm sao xe Toyota Corolla đời 97, 98, 99, 2001 nha. Rồi, sau cái đời này là tới cái đời Antis ha. Antis. Đây ha. À. Yeah, bố thắng đùm sao xe Toyota Corolla 97, 2001.